Lời đầu tiên, chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng sức khỏe đến toàn thể các Phật tử và cầu chúc quý vị thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để hòa chung cái niềm vui ngày Tết Trung Thu của các em, và vừa qua thì chúng ta đã có cái mùa Du Lan tháng 7. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi xin được chọn một cái bài pháp nó cũng gần gũi với các em thiếu nhi, tạm gọi là quà tặng cho các em thiếu nhi, có cái tựa đề là Bóng Mát Cuộc Đời. Đề tài mà Bóng Mát Cuộc Đời này chắc cũng không có xa lạ gì với các Phật tử ở trong cái đạo tràng tại chùa Xá Lợi này. Nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ có một cái phong cách mới, những cái ý tưởng mới gửi đến cho quý vị, mà người ta thường hay nói rằng là bình cũ nhưng mà rượu mới. Cái tựa đề thì quý vị nghe là quý vị có thể mường tượng được, đó là nói về cái công ơn trời biển của cha mẹ. Chúng tôi chọn cái đề tài Bóng Mát Cuộc Đời là bởi vì chúng tôi dựa vào kinh Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật Ngài dạy rằng trên cuộc đời này có những cái bóng mát của chúng ta. Thứ nhất là Đức Phật là bóng mát. Giáo Pháp là bóng mát. Chư Tăng là bóng mát. Thầy Tổ là bóng mát. Nhưng mà có cha mẹ là bóng mát nữa. Cho nên để gửi tặng cho các em thiếu nhi nhân cái ngày Tết Trung Thu, cũng như toàn thể Phật tử chúng ta, cái bài pháp là gọi là Bóng Mát Cuộc Đời. Tức là chúng tôi nói về hai đấng sinh thành, cha và mẹ, mà tất cả chúng ta ở đây ai cũng có. Kính thưa quý vị, nói về đề tài của cha mẹ thì vô cùng là thâm thúy và thiêng liêng. Không có bút mực nào, văn thơ nào mà có thể tả hết được. Hôm nay chúng tôi xin mượn một số câu ca dao, tục ngữ ở trong cái kho tàng văn học Việt Nam mà người xưa đã để dành lại cho chúng ta vô cùng quý giá. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào đề tài chính thì chúng tôi xin nói hai cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn gửi tặng quý vị rất là mới mẻ. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là chúng ta vô cùng may mắn và có phước duyên được sanh ra là cái người Á Đông, và đặc biệt là cái người Việt Nam, thì chúng ta mới có được cái hình ảnh người mẹ già héo gầy cực khổ mà chăm lo cho con cái. Chỉ có người Việt Nam của chúng ta thì cái hình ảnh người mẹ già một nắng hai sương, héo gầy cực khổ vẫn thương khờ. Cái hình ảnh người mẹ gầy guộc ốm o, tần tảo chắc chiêu, tận tụy hy sinh để mà chăm lo cho con cái, thì chúng tôi nghĩ chỉ có người mẹ Việt Nam là cái hình ảnh rõ nét nhất. Vì vậy mà nhà thơ Trần Quê Hương, tức là Hòa Thượng Giác Toàn, đã khơi dậy cái hình ảnh đó trong tim của chúng ta rất là hay. Đó là gì? Mẹ là cô gái trân chuyên, 20 tuổi ngọc vui miền quê hương, sáng đi buôn chiều lại về, ngày ngày hai buổi gót mê phận nghèo. Quý vị thấy người mẹ Việt Nam rất là đẹp. Hoặc là câu người ta nói là tóc mẹ bạc như tiết phơi đầu núi, dáng mẹ gầy như dễ hạt trăm năm. Chỉ có người mẹ Việt Nam mới có được cái hình bóng này thôi, chứ gặp mấy cái người mẹ Tây, người mẹ Mỹ, người Úc thì không có. Quý vị cứ thử nghĩ mấy bà mẹ bà nào bà nấy u nu à, mập mạp tròn vo, làm gì có cái tình trạng mà héo gầy cực khổ vẫn thương con khờ. Hoặc là thức khuya dậy sớm buông tảo bán tần chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con, không có. Ở bên đó thật không có. Cho nên cái ý niệm thứ nhất mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là chúng ta thật sự là vô cùng may mắn, phước duyên, chúng ta mới sanh làm cái người Á Đông, và đặc biệt là cái người Việt Nam, thì mới có được cái hình ảnh người mẹ ở trong tim mình mãi mãi như vậy. Vì vậy mà nhà thơ Trần Quê Hương, tức là Hòa Thượng Giác Toàn, cũng nói lên cái hình ảnh này như sau: mẹ mãi muôn đời mẹ của con, dù nam hải cạn thái sơn mòn, trái tim in bóng thời son trẻ, tuổi ngọc ngà vương nét lệ son. Rất là đẹp quý vị. Cái hình bóng của người mẹ, hình ảnh của người mẹ ở trong tim mình đẹp nhất là cái tuổi thơ ấu. Bởi vì cái tuổi đó
Một chút là chúng ta gọi ai? Gọi mẹ. Có cái sự cố gì nho nhỏ, hết hồn chúng ta giật mình, chúng ta cũng gọi mẹ. Xa mẹ một chút là chúng ta cảm thấy lạnh lẽo cô đơn lắm. Chứ không phải như bây giờ mình xa nhiều khi cả chục năm rồi mà cũng không thấy lạnh lẽo gì hết. Cho nên cái hình ảnh đẹp nhất của người mẹ ở trong tim của người Việt Nam chúng ta là cái tuổi ấu thơ. Cái gì cũng đòi mẹ cả. Ở bên mẹ giống như là mình cảm thấy an ổn, bình thản và có một sự che chắn bảo bọc rất là đặc biệt. Kính thưa quý vị, ý niệm thứ hai mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị rất là mới nữa là cái người Việt Nam chúng ta có cái phước duyên là được cái hình ảnh người mẹ rất đẹp ở trong trái tim mình. Nhưng mà khổ một nỗi, chúng ta lại không có một cái tập tục nào để mà chúng ta đảnh lễ cha mẹ hết. Cái người dân Ấn Độ, kính thưa quý vị, họ có một cái tập tục mà chúng tôi rất là trân trọng và quý vô cùng. Đó là họ đi đâu xa về đó, là người con thường hay quỳ xuống đảnh lễ cha mẹ. Và khi họ đảnh lễ cha mẹ xong, họ đi nhiễu quanh cha mẹ 3 vòng để tỏ cái lòng cung kính cha mẹ. Còn người Việt Nam mình hình ảnh rất là đẹp ở trong tim mình, nhưng mà khổ một cái đi đâu xa về mẹ không mới về hả? Dở hơn cái người dân Ấn Độ. Cái người dân Ấn Độ họ lại cha lại mẹ rất là bình thường. Và cụ thể Đức Phật của chúng ta, Ngài ra đời tại Ấn Độ, cho nên Ngài cũng dạy trong cái bài kinh Thi Ca La Diệt cho ông Bà La Môn là mỗi sáng phải lễ lục phương, là 6 phương, ở trong đó có một phương là cha mẹ. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải lại cha mẹ. Vì vậy mà trong kinh gọi là Tiểu Bộ Kinh á, thì Đức Phật Ngài có dạy một cái câu kinh như thế này: lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xã thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Hôm nay chúng tôi mong rằng cái câu kinh này quý vị phải học thuộc. Đến chi vậy? Mỗi lần mà mình về nhà mà mình không lại được cha mẹ thì mình cũng đọc cái câu này. Tối thiểu trong lòng mình cũng có cái sự thành kính đảnh lễ cha mẹ. Mặc dù cái tập tục, cái thói quen mà lại cha mẹ không có. Quý vị biết không, chúng tôi may mắn là tu theo Phật giáo Nam truyền, mà trước khi xuất gia đó thì cái nghi thức đó, trước khi xuất gia để khoác trên mình chiếc áo cà sa thì lại cha mẹ lần cuối cùng. Cho nên chúng tôi may mắn hơn quý vị là được lại cha mẹ có một lần. Còn quý vị dường như là chưa có lần nào được lại cha lại mẹ. Đợi khi cha mẹ lên bàn thờ là lúc đó chúng ta mới bắt đầu lại cha lại mẹ thì nó muộn quá rồi. Chi bằng bây giờ chúng ta phải lại cha mẹ ngay bây giờ. Chúng tôi muốn quý vị đọc cái câu này một lần, khắc ghi ở trong tâm mình. Nếu như quý vị nào thuộc được thì tốt, còn nếu không thuộc được thì sau khi nghe cái bài pháp này rồi, về kiếm cái anh quay phim này, thỉnh cái đĩa này về để học thuộc cái câu kinh này. Cái câu kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta, chứ không phải là chúng tôi dạy cho quý vị. Chúng tôi đọc trước, mong quý vị đọc theo sau. Đọc 3 lần để chúng ta có cái lòng hướng về cha mẹ bằng một cách tâm linh. Mặc dù hình thức thì chúng ta không lại cha mẹ được, nhưng mà trong lòng chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cung kính cha mẹ. Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xã thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Thêm lần nữa đi. Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xã thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Có ai thuộc chưa? Thôi thêm lần nữa đi ha, cho đủ 3 lần. Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xã thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Thuộc chưa? Chưa thuộc thì thỉnh đĩa về nghe. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi dựa vào cái câu kinh này để giảng về cái ân đức của cha mẹ. Dựa vào cái câu kinh mà quý vị vừa đọc 3 lần đó,
Thì ở đây Đức Phật Ngài ban cho cha mẹ bốn cái đặc ân mà quý vị hôm nay phải nhớ. Cái câu thứ nhất là gì? Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất. Đó là cái đặc ân thứ nhất mà Đức Phật Ngài ban cho cha mẹ là gì? Là vị tiên sư ban đầu trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị đừng tưởng rằng các vị thầy dạy học chúng ta là người thầy đầu tiên. Không phải đâu. Mà vị thầy đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta đó là cha mẹ mình. Ai dạy mình bập bẹ biết nói? Cha mẹ. Ai dạy mình chập chững biết đi? Cha mẹ. Cho nên sự nghiệp, cuộc sống, kiến thức, tình cảm, tất cả các thứ mà chúng ta có được đều do cha mẹ tác tạo. Vì vậy mà hơi còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống là chúng ta còn thiếu cái món nợ ân tình đó. Phải tích cực đáp đền. Không tích cực đáp đền là người con bất hiếu. Là người con có hiếu phải tích cực đáp đền. Cái đặc ân thứ nhất mà Đức Phật Ngài ban cho cha mẹ là cha mẹ là vị tiên sư ban đầu. Xuyên qua cái câu thứ nhất mà chúng ta vừa mới đọc, lại cha mẹ bậc thầy trước nhất. Cái đặc ân thứ hai mà Đức Phật Ngài ban cho cha mẹ nó là gì? Quý vị nghe cho kỹ nè. Là Phạm Thiên bác ái trong nhà. Quý vị biết vị trời Phạm Thiên không? Không biết. Ở người dân Ấn Độ đó, họ thờ đấng Phạm Thiên là một cái vị thần tối cao. Cái vị mà chúng ta thấy có bốn cái mặt đó, mà chúng ta thường thấy những cái kiến trúc của đạo Bà La Môn như là bên Angkor Wat, chúng ta thấy có một cái hình bốn mặt là tượng trưng cho vị trời Phạm Thiên. Mà quý vị biết cái người dân Ấn Độ đó, tại Đức Phật Ngài ra đời tại Ấn Độ mà, cái người dân Ấn Độ họ sùng bái Phạm Thiên lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ quan niệm cái vị trời Phạm Thiên á, là cái người sáng tạo ra cái vũ trụ này. Đức Phật mình á, cái người theo đạo Bà La Môn Ấn giáo đó, họ cũng thờ, nhưng mà Ngài chỉ là cái vị thần thứ 10, 11 ở trong cái loạt vị thần mà của Bà La Môn giáo thờ. Mà cái ông Phạm Thiên này, ổng là người thứ nhất. Ông còn lớn hơn cả Đức Phật nữa. Bởi vì cái đạo Bà La Môn này á, nó ra đời, nó có trước khi Đức Phật ra đời. Khi Đức Phật ra đời hồi còn nhỏ, Đức Phật cũng phải học Tam Thể Đà, cũng được giáo dục bởi cái nền giáo dục gọi là tôn giáo của Bà La Môn. Vì vậy mà cái đạo Bà La Môn nó có trên 3.000 năm rồi. Cho nên cái vị trời Phạm Thiên ở bên đạo Bà La Môn họ sùng kính lắm. Họ coi như là cao nhất trong cái vũ trụ này. Bởi vì họ quan niệm cái vũ trụ này có được là do vị trời Phạm Thiên sáng tạo ra. Đức Phật Ngài mượn cái ý nghĩa đó, cho nên Ngài mới ban cho cha mẹ cái đặc ân là vị trời Phạm Thiên bác ái trong nhà. Vì sao? Vì chúng ta ở đâu mà có đây? Do cha mẹ tác tạo. Hiểu cái ý này không? Có ai dưới đất chung lên không? Không. Phải do cha mẹ banh da xẻ thịt tác tạo ra chúng ta. Cho nên Đức Phật Ngài mượn cái ý nghĩa là vị trời Phạm Thiên là cái vị sáng tạo ra cái vũ trụ này, thì cha mẹ cũng giống như vị trời Phạm Thiên sáng tạo ra chúng ta. Như vậy chúng ta thờ cha mẹ xứng đáng như vị trời Phạm Thiên không? Xứng đáng. Ý nghĩa này rất là hay. Cho nên hồi nãy chúng tôi có nói rằng là bình cũ nhưng mà rượu mới. Cái ý nghĩa về cha mẹ hôm nay quý vị nghe rất là mới. Là bởi vì dựa vào kinh điển Nikaya mà Đức Phật Ngài đã dạy, thì chúng ta thấy Đức Phật đã ban cho cha mẹ bốn cái đặc ân. Cái đặc ân thứ nhất là bậc thầy trước nhất, là vị tiên sư ban đầu. Cái đặc ân thứ hai là vị Phạm Thiên bác ái ở trong nhà. Một cái điều đặc biệt nữa là cái vị trời Phạm Thiên á, muốn sanh về cõi trời Phạm Thiên á, thì cái người này phải tu tứ vô lượng tâm. Quý vị có biết cái từ tứ vô lượng tâm không? Là gì? Metta là từ, Karuna là bi, Mudita là hỷ, Upekkha là xả. Như vậy thì cái người nào mà muốn sanh về cõi trời Phạm Thiên á, thì phải tu bốn cái pháp này, được gọi là từ, bi, hỷ, xả. Bốn cái pháp này người ta gọi là tứ vô lượng tâm. Nó còn có một cái tên khác nữa là bốn pháp phạm trú. Nó từ cái chữ Pali là Brahma Vihara. Brahma là Phạm Thiên, Vihara là trú ngụ. Brahma Vihara dịch là phạm trú, có nghĩa là những người mà có bốn cái tâm này nè, sau khi chết sẽ được sanh về cộng trú với Phạm Thiên. Cho nên cái câu thứ hai mà chúng ta vừa đọc trong câu kinh là gì? Là Phạm Thiên bác ái trong nhà. Là cái vị trời Phạm Thiên á, là có bốn cái đức tính này: cái lòng từ, cái lòng bi,
cái lòng hỷ và cái lòng xả đối với con mình. Quý vị biết không, không có một cái sự mát mẻ nào cho bằng cái sự mát mẻ của cái lòng mẹ đối với con cái. Cái sự mát mẻ của lòng mẹ nó còn ngọt hơn mật ong, nó còn mát hơn gió sưng đồng nội. Cho nên người con lúc nào cũng núp vào cái bóng mát này. Cái tâm từ là cái trạng thái tâm mát mẻ. Mà quý vị thấy người con lúc nào cũng xa vào lòng mẹ không? Gần mẹ chúng ta cảm thấy mát mẻ. Cho nên chúng tôi muốn nói cha mẹ là bóng mát của con, là ở cái tâm từ này. Cái tâm bi cũng vậy, cái tâm bi cũng vậy. Không có một cái sự đau xót nào của người cha, người mẹ khi thấy con mình khổ đau. Trong ca dao Việt Nam có câu là con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ nóng như bình nước sôi. Con chỉ cần ho thôi lòng mẹ tan nát rồi. Đó là thể hiện cái tâm gì? Tâm bi của người mẹ đối với con đặc biệt như vậy. Cho nên cái người cha người mẹ đúng là Phạm Thiên bác ái trong nhà của người con. Mình phải tôn thờ. Cái người Ấn Độ họ thờ Phạm Thiên cung kính lắm. Mình ở đây coi Phạm Thiên không giống ai hết. Mà trong cái đó Phạm Thiên rất là cung kính đối với người dân Ấn Độ. Mà Phạm Thiên trong nhà chúng ta là cha mẹ. Mà người Việt Nam chúng ta cũng hay gắn liền hai ông Phật ở nhà là cha mẹ. Tại người Việt Nam mình theo đạo Phật thì tôn thờ Đức Phật là số 1. Cho nên ta hay nói câu là tu đâu cho bằng tu nhà. Thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Hoặc là cha mẹ tại tiền như Phật tổ tại thế. Người Việt Nam mình cũng hay lắm, ứng dụng ngay cái hình ảnh tôn kính nhất ở trong lòng người Phật tử chúng ta là Đức Phật để gắn cho cha mẹ. Mà cái điều này không sai quý vị. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có dạy rằng là mẹ cha phụng dưỡng vui thai, sa môn phụng dưỡng từ rài vui hơn, vui thai phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gội nguồn ơn suối lành. Cái câu này muốn nói rằng là nếu chúng ta phụng dưỡng cha mẹ thì cái phước đức nó cao quý cũng giống như chúng ta phụng dưỡng cho Đức Phật và thánh nhân vậy. Đặc biệt như vậy. Cho nên nếu như sau khi nghe bài pháp này rồi mà quý vị về nhà gặp cha gặp mẹ mà không có đủ bản lãnh, nghị lực để mà quỳ xuống lại cha mẹ, thì hôm nay chúng tôi tặng cho quý vị hai câu. Quý vị đọc lên là quý vị có thể quỳ mọp xuống đảnh lễ cha mẹ liền. Đó là gì? Cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Lại được chưa? Mình gặp Phật Thích Ca mình có lại không? Gặp Phật Bà Quan Âm lại không? Sao gặp cha mẹ không lại? Cái vị nào mà không đủ can đảm, không vượt qua được chính mình mà quỳ xuống lại cha mẹ thì đọc hai câu này liền. Hôm nay nghe Sư Chánh Định giảng bài pháp này rồi á, cái gì nhà nói cha mẹ ngồi lên ghế đi để cho con làm đúng cái bổn phận. Đi đâu về là phải lại cha mẹ, rồi còn nhiễu quanh ba vòng nữa. Tại vì lại cha mẹ để kiếm phước. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhắc sơ về cái gương hiếu của Đức Phật. Đức Phật là một tấm gương hiếu sáng nhất cho chúng ta noi theo. Đừng nghĩ Đức Phật từ bỏ cha già rồi vợ đẹp cung vàng điện ngọc, từ bỏ thân bằng quyến thuộc đi xuất gia là bất hiếu, không có. Ngay sau khi đắc đạo quả, Đức Phật trở về hoàng cung lần thứ nhất là độ vua cha đắc ngay đạo quả Tư Đà Hạt. Tức là cái sự trả hiếu cao thượng nhất là dẫn cha mẹ vào với Tam Bảo. Đức vua Tịnh Phạn lúc đó đã quy y Tam Bảo và chứng đắc được thánh quả Tư Đà Hàm là thứ hai ở trong dòng thánh. Lần thứ hai Đức Phật trở về hoàng cung, kính thưa quý vị, lúc đó Đức vua Tịnh Phạn tuổi già lâm bệnh. Suốt một tuần lễ Đức Phật kề cận bên Đức vua Tịnh Phạn, chăm nom săn sóc bệnh cho Đức vua Tịnh Phạn. Và khi Đức vua Tịnh Phạn băng hà, chính Đức Phật là cái người lao chùi nhục thân của Đức vua Tịnh Phạn và cái người tẩn liệm Đức vua Tịnh Phạn. Thì cái hình ảnh này, kính thưa quý vị, là một cái tấm gương hiếu hạnh sáng nhất cho người chúng Phật tử chúng ta noi theo. Một cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh nữa là trong suốt một tuần lễ, Đức Phật ngài thuyết rất là nhiều bài pháp cho Đức vua Tịnh Phạn nghe để một cái sự trả ơn cho cha mình. Và trong những cái bài pháp đó, chúng tôi tâm đắc nhất một cái bài mà Đức Phật ngài giảng cho ngài Xá Lợi Phất nhân cái dịp mà có ngài Xá Lợi Phất ở trong cái sự phụng dưỡng đó. Đức Phật ngài nói: "Này Xá Lợi Phất, Như Lai tuyên bố rằng trong cái đạo lộ giải thoát không thiếu đạo hiếu." Quý vị hiểu câu này không? Bởi vì nếu như chúng ta tu mà thành tiên thành Phật
Mà bất hiếu thì không được. Phải có hiếu thì mới thành tiên thành Phật được. Bất cứ cái đạo lộ nào, mà đặc biệt trong cái đạo lộ giải thoát của Như Lai, không thiếu đạo hiếu. Bởi vì nếu thiếu đạo hiếu mà cái ông này ông giác ngộ thì ông trở thành ông tiên, ông Phật, ông Thánh, mà người ta người đời cho ông là bất hiếu. Đúng không? Bây giờ mình tu thành Phật mà mình không có hiếu cha mẹ thì người đời gọi mình là cái gì? Bất hiếu. Mình là người Phật tử, mình đi chùa mà mình về nhà bất hiếu cha mẹ, người ta gọi mình là gì? Phật tử bất hiếu. Đúng không? Rõ ràng. Cho nên trong cái đạo lộ giải thoát của Như Lai không thiếu đạo hiếu. Chúng ta phải nhớ như vậy. Vì vậy, ở nhà mà chúng ta sống bất hiếu với cha mẹ quá, mà đến chùa chúng ta lại Phật để chờ cầu xin Phật phù hộ, chở che, độ trì cho mình, Phật có chở che không? Không. Phật mà chở che, sư nói Phật bao che. Con này nó bất hiếu quá. Nó ở nhà nó bất hiếu với cha mẹ quá, mà vào chùa lại Phật để cầu xin Phật chở che cho mình, Phật dứt khoát không chở che. Cho nên câu ca dao Việt Nam có một câu rất là hay, đó là gì? Nghiệp duyên có ở nơi người, sống sao phải đạo thì Phật trời mới chở che. Bây giờ mình sống bất hiếu là không phải đạo hiếu, mà vào chùa kêu Phật chở che, Phật có chở che không? Lại 180 lại cho Phật chở che không? Mày có lại xấu tráng hay nữa cũng không chở che. Tại vì sao? Bất hiếu. Mà Phật mà chở che thì Phật trở thành người bào che. Bào che cho kẻ bất hiếu. Cho nên Phật không có chở che. Phật không có hộ mình đâu. Cho nên ở nhà mà mình phải có hiếu với cha mẹ, mình vào chùa mình lại Phật á, thì Phật mới chở che cho mình. Kính thưa quý vị, thật sự thì chúng ta không phải là không biết, nhưng vì cuộc sống, xã hội phát triển, sự nghiệp, chúng ta dốc tâm vào quá, đôi lúc chúng ta quên đi cái công ơn của cha mẹ. Hôm nay chúng tôi xin mượn một số câu ca dao, tục ngữ trong kho tàng văn học Việt Nam mà cái người xưa, ông bà, tổ tiên của chúng ta đã để lại, nhắc nhở chúng ta biết được cái công ơn của cha mẹ rất là lớn. Chẳng hạn như câu là: công cha đức mẹ cao dày, cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân. Người ta nhắc mình á, công ơn của cha mẹ lớn như vậy, khi mình trưởng thành, thành người rồi thì mình phải, bổn phận duy nhất là gì? Phải biết thờ cha, thờ mẹ. Hoặc là người ta dạy thêm một câu nữa là: nuôi con chẳng quản chi thân, bên ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn, biết lấy gì đền nghĩa khó khăn, lên non sắn đá xây lăng phụng thờ. Cái câu này muốn nói lên rằng là cha mẹ xứng đáng với cái công sức chúng ta phải lên núi á, mà sắn đá, đục đá, đem đá đó về xây cái lăng để thờ cha mẹ. Có nhiều người bây giờ cũng xây từ đường thờ ông bà tổ tiên cha mẹ, nhưng mà mình kêu thợ hồ xây, công nó cũng không có xứng đáng. Mà chúng ta phải đích thân leo lên non, mà đục đá, đem đá về xây thì mới xứng đáng với công ơn của cha mẹ. Hoặc là người ta có nói rằng là: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ, ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn nhỏ hơn. Lớn hơn hay nhỏ hơn? Vậy mà có nghe chứ, có người nói nhỏ hơn kìa. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn non nữa. Đừng nói nhỏ hơn non nghe. Vì vậy mà chúng ta thấy người xưa họ nhắc nhở mình cái công ơn của cha mẹ to lớn lắm. Dưới sông, dưới biển, dưới núi, những cái gì mà to tát nhất người ta ví cho công ơn của cha mẹ. Hoặc là cái sự hy sinh như thế này nè: nuôi con buông tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời, những khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên, nhọc nhằn vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Đó là cái sự hy sinh, cái sự chăm lo của người mẹ, và đặc biệt là người mẹ Việt Nam, để mà lo cho con mình. Hoặc là: con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ nóng như bình nước sôi, lòng mẹ như bát nước đầy, mai này khôn lớn ơn này tính sao, nhớ ơn chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì vậy công ơn của cha mẹ thật giống như trời biển quý vị. Bổn phận làm con phải tích cực đáp đền. Ở trong ca dao Việt Nam, tục ngữ Việt Nam, người ta đã chỉ cách mình đáp đền công ơn của cha mẹ như thế nào. Người ta dạy mình như thế này. Người xưa thì họ rất là đơn giản quý vị. Người ta dạy mình là: muốn cho gần mẹ gần cha, khi giàu thúng thóc,
khi ra quan tiền. Cái người xưa họ dạy mình trả ơn cha mẹ rất là mộc mạc và tình đầy tình nghĩa. Mình muốn được gần mẹ gần cha thì khi vào tối thiểu cũng phải có cái gì đó, khi ra cũng phải có gì đó cho mẹ cha mẹ vui. Hoặc là sống ở xa thì ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Rất là đơn sơ mộc mạc nhưng mà thấm chân tình cái lòng của người con. Cái người xưa họ dạy mình như vậy, chứ không phải giờ con gần cha mẹ cái xè tay xin tiền riết, cha mẹ ngán muốn chết rồi đó. Mà người xưa họ dạy mình thì tối thiểu muốn gần được cha mẹ thì thúng thóc quan tiền, vân vân. Hoặc là người ta dạy mình là mẹ già ở túp liều tranh, sớm thăm tối giếng mới đành già con. Câu này rất là hay. Bởi vì mẹ già ta nói như chú chín cây vậy, gió lai mẹ rỗng biết lúc nào. Bổn phận làm con thì phải sớm thăm tối giếng mới yên lòng, chứ không phải như mình bây giờ 3-4 năm gọi điện thoại về má khỏe không má, à má khỏe con mừng rồi xong. Cho nên là mình không có thành theo cái ông bà người xưa họ dạy mình. Tổ tiên họ đã dạy mình rất là rõ. Người ta dạy mình đó là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Hoặc là lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ công phu không đành. Hiểu câu này không? Tức là lên chùa nghe sư giảng pháp, thấy Phật hiền lành muốn tu quá, nhưng mà về thấy cha mẹ già yếu không ai chăm nom thì tu được không? Không tu được, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Chứ không phải như mấy thằng thanh niên bây giờ nó lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ công phu không đành. Mấy thằng này thuộc dạng có hiếu, mà có hiếu với vợ, không có hiếu cha mẹ. Thấy không? Ta về nhà thấy mẹ già không ai chăm nom phụng dưỡng thì mới tu không đành. Người xưa họ dạy mình là ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua, đi về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Bởi vì thấy những cái ngôn từ này toàn là cái nơi thờ kính không, thờ cúng không, miếu trang chùa là cha mẹ xứng đáng nằm ở trong những cái danh từ này. Đi về lập miếu thờ vua mà lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha. Hoặc là người ta dạy mình là tôm càng lột vỏ bỏ đuôi, giả gạo cho trắng mà nuôi mẹ già, đói lòng ăn đọt chà là, nhịn cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Cái người con phải như vậy. Hoặc là người ta dạy mình đói lòng ăn đọt ỏ non, nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa. Quá, quá hay, quá đẹp. Hoặc là cái câu là dấn mình gánh nước làm thê, miễn nuôi được mẹ quản gì là thân. Tại ngày xưa cha mẹ cực khổ với mình quá, thì ngày nay mình cũng phải dấn thân cực khổ để mà phụng dưỡng cha mẹ. Hoặc là cái câu người ta dạy rất là hay là chim đa đa, đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy chồng xa, lỡ mai cha yếu mẹ già, bát cơm đôi đũa chén trà ai dâng. Hay quá. Chứ không phải như bây giờ nó cũng chim đa đa, đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy USA. Ủa biết USA đâu không mà cừ. Ở đâu? Xa lắm. Cha mẹ già yếu rồi sao phụng dưỡng được, thấy không? Lấy chi xa dữ vậy, bên ta lấy gần gần chút để khi cha yếu mẹ già thì bát cơm đôi đũa thế già. Kính thưa quý vị, vì vậy mà cái người con á mà có tu á, cho dù ở xa mẹ thì người ta như thế này là đêm đêm khấn nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Hoặc là đêm nằm niệm Phật Thích Ca cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài, về cảnh Phật tuệ minh khai, trầm luân giải thoát bất lai phàm trần. Kính thưa quý vị, một cái câu khác rất là hay, gió đưa cành trúc la đà, mẹ cha còn sống Phật Đà hiện thân. Ai mà còn cha mẹ còn sống là Đức Phật hiện đây quý vị. Hồi nãy chúng tôi đang giảng tới cái chỗ là lòng bi của cha mẹ, tức là cái sự đau xót của cha mẹ khi thấy con mình đau khổ. Bây giờ chúng tôi muốn nói tới cái lòng hỷ. Hỷ là gì quý vị thấy không? Là cái sự vui mừng khi thấy người khác được cái này được cái nọ. Thường thì bản chất chúng sanh hay ganh tị. Thí dụ mình thấy người khác đẹp hơn mình thì một chút gì đó mình cũng hơi ganh tị. Mình thấy người khác giàu hơn mình thì một chút gì đó mình cũng ganh tị. Nhưng mà riêng cái lòng của cha mẹ thì không bao giờ ganh tị với con. Sư chưa từng thấy trên cuộc đời này có người cha người mẹ nào sanh ra được đứa con đẹp mà ganh tị với sắc đẹp của con hết. Có không?
mừng muốn chết chứ ganh gì. Ví dụ mình sanh ra được đứa con đẹp, hàng xóm qua nói trời ơi con của chị dễ thương đẹp quá, mừng hay là ganh tị? Mừng là tùy hỷ đó. Rồi khi con lớn lên trưởng thành, làm ăn có tiền có của, cha mẹ có ganh tị không? Không, mừng lắm. Mà chỉ có cha mẹ là cái người mừng thật lòng với mình thôi. Còn nhiều khi bạn bè quý vị không, nó gặp nó chúc mừng hôm nay thấy chị trẻ chị đẹp quá, thật chất ra chót lưỡi đầu môi thôi, ở trong lòng cũng không có vui đâu. Giống như câu ta nói, bụng thì mời, miệng thì mời mà bụng giái trời đừng ăn vậy. Ở ngoài nó khen mình lung tung vậy đó, nhưng mà nhiều khi trong lòng nó cũng không có vui đâu. Thấy mình giàu mình đẹp hơn nó, nhiều khi là bộ nói ơi hôm nay thấy chị đẹp quá, hôm nay thấy chị giàu quá, chị làm ăn được quá, mừng cho chị. Nhưng mà thật chất không có thật lòng. Chỉ có người cha người mẹ mới thật lòng với con mà thôi. Cho nên cái lòng hỷ, kính thưa quý vị, của người cha người mẹ nó xứng đáng giống như vị trời phạm thiên đối với chúng sanh vậy, đối với con mình vậy, người cha người mẹ. Cái lòng xả là gì? Xả để có hai nghĩa, một là trạng thái quân bình, hai là trạng thái buông bỏ, xả ly. Thì như vậy không có một cái tội lỗi nào mà của con mình cho dù có lớn đến cừng nào, cha mẹ cũng sẵn sàng tha thứ. Con mà có phạm vào cái lỗi gì đối với mình, cho dù cái lỗi đó có lớn, thì quý vị có sẵn sàng tha thứ không? Sẵn sàng tha thứ. Đó là nói lên cái bốn cái đức tính là từ, bi, hỷ và xả của cha mẹ đối với con cái. Vì thế kính thưa quý vị, ở đây nói đến tình mẹ thì chúng ta suy xét trên thế gian này không có thứ tình nào đậm đà và thiêng liêng cho bằng cái thứ tình mẹ. Nó đến với ta từ thở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Mà quả thật đúng như vậy. Khi mà người mẹ vừa biết mình có mang đứa con, mới có tượng hình chút chút thôi, là cái tình cảm đã có rồi. Vì vậy mà người ta thường nói rằng là mối tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta. Nhưng mà tình mẹ thì không thể nào chúng ta quên được. Một nhà văn đã làm sống dậy tình mẹ trong ta một cách vô cùng ý nhị qua cái đoạn văn như sau: ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đổi, nhà ai giả gạo trưa hè, mẹ hát à ơi bỗng rời kẻo kẹt, da trời xanh ngắt cửa đông, người đâu có biết mẹ bồng ta cả buổi ban đầu, câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đầu lăn lóc đông đưa, 30 tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ, đưa cho con từng trái bắp củ khoai, ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc tự trong lòng. Rất là đẹp, rất là nên thơ, kính thưa quý vị, cái hình ảnh của người mẹ ở trong lòng của người con. Hoặc là người ta thường nói rằng là ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương, ôi đẹp biết bao tình thương sao mà lai láng, có mất mẹ mới thấy tâm hồn trống trải, có xa mẹ mới thấm thía nỗi cô đơn, đứa con coi nào không tủi thân khi đối trước những người còn được sống trong tình yêu thương ấp ủ của cha mẹ, đứa con coi nào không buồn rai rứt khi màn đêm buông phủ quanh mình, còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây, hay là còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con lấm bùn. Kính thưa quý vị, cho dù được ăn ngon mặc đẹp, sống trong giàu sang, nhưng thiếu mẹ cũng mất đi phân nửa ý nghĩa. Làm ông vua, nhưng nếu mất mẹ, người ta cũng gọi là ông vua mồ côi. Vì vậy, một thi sĩ đã làm sống dậy cái nỗi buồn này qua cái bài thơ như sau: năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, yên lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mất chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi, tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả bầu trời. Kính thưa quý vị, một cái câu thơ khác cũng rất là đượm tình ý nghĩa, đó là mẹ còn con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cũng cùng đi, mẹ ơi con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Tất cả những thứ văn thơ, ca dao, tục ngữ, những cái gì đẹp nhất, tinh tí nhất, thiêng liêng nhất, người ta đã gắn cho cái người cha, người mẹ. Kính thưa quý vị, cái hình ảnh tiêu biểu nhất
của sự tận tụy hy sinh, mà chỉ có người con mới thừa hưởng được cái gia sản đó của người mẹ, người khác không thừa hưởng được. Bởi vì đối với người khác, cha mẹ không có tận tụy hy sinh lớn lao cho bằng đối với con mình. Vì vậy nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lộng không phụ kính công cha. Hãy phụng dưỡng nghe cha mẹ, nếu hoàn cảnh không cho phép mà chúng ta phải sống tha phương thì phải nghĩ về cha mẹ. Giống như chúng tôi vừa mới nói là đêm đêm khấn nguyện Phật trời cầu cho cha mẹ sống đời với con, hoặc là đêm nằm niệm Phật Thích Ca cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài, về cảnh Phật tuệ minh khai, trầm lưng giải thoát bất lai phàm trần. Kính thưa quý vị, chúng ta là những người Phật tử. Một cái ý niệm mới mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, chúng ta tin vào nhân quả nghiệp báo. Vì vậy nếu mà chúng ta sống bất hiếu với cha mẹ thì sau này con cái nó sẽ bất hiếu với chúng ta. Tục ngữ ca dao người ta đã có dạy rằng là hiếu thuận sanh ra con hiếu thuận, ngỗ nghịch nào có khác chi, xem thử trước thềm mưa xối nước, giọt sau giọt trước chẳng sai gì. Nghĩa là nếu mình mà hiếu kính với mẹ cha thì con sẽ hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngụ ngôn. Có cái người cha này nè, khi cha mẹ già không chịu chăm sóc nuôi dưỡng, mới bỏ cha mẹ vào trong cái đòn gánh, gánh cha mẹ vào trại dưỡng lão để gửi. Khi về đến nhà thì đứa con của ông ta mới đem cái cặp đòn giống này nè, đem cất. Thì người cha mới hỏi, ủa con cất làm chi vậy? Nó, con cất cái cặp đòn giống này để mai mốt cha già con gánh cha vào đó. Một cái câu chuyện ngụ ngôn thật là hình ảnh và một bài học rất là đắt giá cho chúng ta rằng là nếu nhìn đối xử với cha mẹ như vậy thì sau này con mình nó sẽ đối xử với mình giống như vậy. Cho nên cái người cha này là không nuôi dưỡng cha mẹ, bỏ cha mẹ vào trong cái đòn gánh, gánh cha mẹ vào trại dưỡng lão. Thì khi về cái đứa con á, nó cất cái đôi đòn gánh này liền. Để làm chi quý vị biết không? Để khi cha mẹ nó già đó, nó gánh vào đó luôn. Hiểu không? Hiểu ý nghĩa câu chuyện này không? Tức là mình hiếu kính với cha mẹ thì con mình nó sẽ hiếu kính với mình. Còn nếu như mình bất kính với cha mẹ thì con nó có bất kính với mình không? Tất nhiên, ngỗ nghịch sanh ra ngỗ nghịch mà. Hiếu thuận sanh ra hiếu thuận, ngỗ nghịch nào có khác chi. Mình xem thử trước thì mưa xối nước, giọt sau giọt trước, giống nhau y buông, không có sai gì. Kính thưa quý vị, người ta dạy mình khi cha mẹ còn sống thì phụng dưỡng tôn thờ, chết thì tưởng niệm vọng bái, đó mới là đạo hiếu làm con. Cho nên chúng ta phải phụng dưỡng cho cha mẹ ngay từ giờ phút này, chứ đừng để khi cha mẹ lên tới bàn thờ rồi chúng ta mới nghĩ về cha mẹ, thì lúc đó đã cha mẹ đã quá ra người thiên cổ rồi. Vì khi chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta mới hiểu được cái lòng cha mẹ như thế nào. Chúng tôi xin kể một câu chuyện ở trong thời Đức Phật, đó là Đức Vua A Xà Thế. Đức Vua A Xà Thế trong thời kỳ Đức Phật, kính thưa quý vị, vì nghe cái lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa đã hãm hại vua cha của mình để đoạt ngôi. Đức vua cha của A Xà Thế đó là Đức Vua Bình Sa Sa Dương. A Xà Thế bắt cha mình nhốt vào trong ngục tối, tra tấn nhục hình. Nhưng mà kính thưa quý vị, trời bất dung thai làm sao, khi mà vợ của vua A Xà Thế vừa hạ sanh một đứa con thì tin cấp báo cho vua A Xà Thế nghe rằng là hoàng hậu đã vừa hạ sanh một thái tử. Thì tự nhiên cái tình phụ tử ở trong lòng ông ta nó khởi dậy. Ông ta cảm thấy ông ta thương con ông ta quá. Lúc đó Đức Vua A Xà Thế mới chạy vào trong hoàng cung, mới hỏi mẹ rằng là: thưa mẹ, lúc mẹ sanh con ra đó, cha của con có thương con giống như bây giờ con thương con của con không vậy? Thì người mẹ mới trả lời rằng: mẹ chưa thấy trên cuộc đời này cái người cha nào mà thương con mình bằng cha của con. Và bà ta kể một vài cái sự kiện. Khi sanh con ra, cái ông thầy bói ông nói con là nghịch tử, lớn lên sẽ giết cha đoạt ngôi, kêu giết đi, cha con không giết. Khi con lên 7 tuổi, trên tay con có nổi một cái mục nhọt, cha con đã dùng cái miệng của mình cắn bể cái mục nhọt đó ra. Sợ lấy cái miệng ra con đau, cha con đành nuốt tất cả những cái máu mủ ở trong đó vào trong người. Khi kể đến đây thì Đức Vua A Xà Thế chịu không nổi nữa, mới la lớn lên rằng là: quân bay đâu, quân bay đâu, hãy thả cha ta ra. Thì lúc đó Đức Vua cùng các quân sĩ tức tốc chạy tới cái ngục mà giam Đức Vua Bình Sa Dương. Thì khi mở cửa ngục ra thì đã quá muộn rồi, Đức Vua Bình Sa Dương đã quá ra người thiên cổ.
Đức vua A Xà Thế vô cùng ăn năn hối hận về cái việc làm của mình. Kể từ đó ngày nào Đức vua cũng vào chùa Kỳ Viên tịnh xá của Đức Phật để mà nghe pháp, sám hối cái tội lỗi của mình. Trong một cái bài pháp, kính thưa quý vị, Đức Phật ngài nói rằng ngay tại chỗ ngồi, nếu như Đức vua A Xà Thế không phạm vào cái tội hãm hại cha mình thì chính đắc đạo quả thánh nhân giác ngộ giải thoát. Nhưng mà vì cái nghiệp hãm hại vua cha cho nên nó ngăn chặn cái đạo quả, không giải thoát được. Quý vị thấy ghê chưa? Ở trong Phật giáo, Đức Phật ngài tuyên bố có 5 cái tội nặng nhất mà được gọi là gì quý vị biết không? Ngũ nghịch đại tội. Tội thứ nhất là gì? Là giết cha. Tội thứ hai là gì? Giết mẹ. Tội thứ ba là giết A-la-hán. Tội thứ tư là làm chảy máu Phật. Tội thứ năm là chia rẽ tăng. Đây là 5 cái tội mà theo Phật giáo chúng ta là nặng nhất, mà trong đó có cái tội là giết cha giết mẹ mình. Quý vị biết, muốn tu mà chứng đắc được một cái vị thánh nhân á, không phải dễ. Phải tu nhiều A tăng kỳ kiếp, ba la mật nó tròn đủ rồi thì mới giác ngộ được. Nhưng mà nếu như tròn đủ rồi mà chúng ta phạm vào trong những cái tội mà chúng tôi vừa mới nói là ngũ nghịch đại tội, thì cái đạo quả nó bị ngăn chặn luôn. Giống như trường hợp Đức vua A Xà Thế vậy. Quý vị biết, muốn tu mà đắc đạo quả giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, thì ngài phải tu 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà quý vị biết một A Tăng Kỳ là bao lâu không? Ở trong kinh ví dụ, một A Tăng Kỳ cái thời gian của nó giống như là một cục đá xanh vuông dứt một do từng. Mà một do từng tính ra là bằng 16 km của mình. Như vậy thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng có một cục đá xanh vuông dứt 16 km. 100 năm mới có một vị chư thiên lấy một cái tấm vải the lao qua một lần. 100 năm sau mới được lao một lần. Cứ như vậy lao cho đến khi nào cục đá xanh một do từng nó mòn bằng mặt đất là một do từng. Đấy là một A Tăng Kỳ. Mà Đức Phật ngài tu 20 cục đá như vậy đó. Quý vị tu được mấy cục rồi? Không dám nói luôn hả? Một cục đá xanh vuông dứt một do từng, mà 100 năm mới được lao một lần. 100 năm mới được lao một lần. Lao cho tới khi nào cục đá xanh nó mòn bằng mặt đất, đó là một A Tăng Kỳ. Mà muốn giải thoát thì chúng ta cũng phải tu vài cục như vậy. Đức Phật thì ngài thành Phật chánh đẳng giác thì ngài tu 20 cục. Còn mình thì tính đi tính lại kỹ lắm cũng phải 5-6 cục. Chưa tu được cục nào bắt đầu giác ngộ là không được. Mà Đức vua A Xà Thế đã cái kiếp đó nếu không phạm vào cái tội giết cha thì giác ngộ rồi. Mà nếu chúng ta có tu 5 cục, 6 cục mà lỡ phạm vào cái tội bất hiếu á thì cũng khỏi giải thoát luôn. Như A Xà Thế vậy đó. Ông cũng tu đã nhiều cục rồi. Đức Phật ngài tuyên bố ngay tại chỗ ngồi, nếu như A Xà Thế không hãm hại vua cha thì chứng đắc ngay đạo quả. Cho nên quý vị nên nhớ rằng, nếu mà mình bất hiếu với cha mẹ thì ra đời mình làm ăn nó cũng thất bại đủ thứ hết. Bởi vì cái nghiệp nó trổ. Giống như mình có tội với Đức Phật vậy đó. Giống như mình có tội với Tam Bảo vậy đó. Cái bóng mát này mình không chịu núp vào, mà mình lại chạy ra khỏi bóng mát đó, mình la nóng quá, nóng quá. Mỗi lần mình chui vô bóng mát mình không biết mát là gì hết. Là bởi cái tâm của mình. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là cha mẹ là cái bóng mát của cuộc đời của con. Giống như Đức Phật là bóng mát của chúng ta vậy. Thì bây giờ mình phải biết núp vào đó. Phụng dưỡng cha mẹ, kính thưa quý vị, ngoài vấn đề chúng ta trả ơn của cha mẹ ra, còn cái thứ hai là chúng ta được phước báo nữa. Chúng ta có hai cái vấn đề. Ví dụ mình vào đây mình cúng dường cho Đức Phật, thì ngoài vấn đề chúng ta trả ơn của Đức Phật ra, chúng ta còn được cái công đức nữa. Thì cha mẹ cũng giống như vậy. Mình mà phụng dưỡng cha mẹ thì ngoài vấn đề trả ơn ra, chúng ta còn có phước. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật ngài giảng, cho dù một bên vai cổng cha, một bên vai cổng mẹ, chúng ta đi suốt cuộc đời này phụng dưỡng cha mẹ nhiều món ăn ngon vật lạ, cho dù cha mẹ có đại tiện tiểu tiện trên người chúng ta đi nữa, thì cái công ơn đó cũng chưa trả hết cho cha mẹ. Mình có cõng cha mẹ ngày nào chưa? Không cõng. Chưa cõng cha mẹ ngày nào. Mà về gặp cha mẹ cũng không biết lại nữa. Con cái bây giờ thật sự rất là sợ. Vì vậy trong cái xã hội ngày nay, chúng ta cần phải có cái tính giáo dục đạo đức, đặc biệt là đạo hiếu cho người con. Vì vậy có cái bài thơ mà người ta than quán về những cái đứa con ngày nay,
Cái câu người ta nói là con cháu ngày nay chán lắm mà, đứa thì chửi mẹ, đứa mắng cha. Cha mẹ nó cũng không coi ra gì, nhiều khi nó dám chửi lại cha mẹ hoặc mắng cha mẹ nữa. Thì kính thưa quý vị, không có cái tội lỗi nào trên cuộc đời này bằng cái tội lỗi bất hiếu với cha mẹ. Vì vậy, ngoài cái vấn đề mà phụng dưỡng cha mẹ về vật chất và tinh thần ra, về vật chất thì chúng ta phải phụng dưỡng cho cha mẹ, về tinh thần đối với vị phụng dưỡng cách nào? Có hai cách. Thứ nhất là đừng làm cho cha mẹ buồn, bởi vì cha mẹ già rồi, cái tinh thần nó quan trọng. Mình phải làm, đừng bao giờ làm cho cha mẹ buồn. Mà người xưa họ giải mình câu hay lắm: muốn không làm cho cha mẹ mình đừng buồn thì cung kính bất như phụng mệnh. Quý vị hiểu câu này không? Kính cha kính mẹ không bằng vâng lời. Cha mẹ mà con vâng lời cha mẹ vui lắm. Thì mình nhiều khi, kính thưa quý vị, cha mẹ nói điều đó, xin lỗi, nó có trúng hay nó trật, thì mình bổn phận làm con, mình cứ cúi đầu vâng dạ đi. Để làm chi vậy? Cho cha mẹ vui. Mình ban đến cái niềm vui cho cha mẹ, đó là mình một sự trải hiếu tinh thần rất là cao thượng. Mình cứ vâng dạ đi. Có nhiều người sao mà cãi xối xả vậy? Cãi cho đến khi nào thắng cha thắng mẹ thì thôi. Nhiều khi mình có học, mình sống trong cái thời cuộc này, cha mẹ là cái thế hệ trước, đôi lúc có những cái quan niệm nó sai lệch trong cái thời kỳ này. Nhưng mà đã là quan niệm hay là khái niệm thì nó không có chuẩn. Lúc này thì thấy đúng, lúc kia thì thấy sai. Tại cái người xưa thì họ thấy vậy đúng, còn mình người nay thấy sai. Nhưng mà sau này con cái sẽ thấy mình sai. Cho nên đã gọi là khái niệm thì nó chỉ là tương đối. Mình hiểu được như vậy thì cần chi phải cãi. Bởi cha mẹ có cái đúng của cha mẹ, bởi cha mẹ là người xưa mà. Ngày xưa nó có những cái quan niệm về cuộc sống, về xã hội nó khác với cái ngày nay. Còn ngày nay thì có những cái quan niệm về cuộc sống xã hội nó sẽ khác cái thế hệ sau. Cho nên mình không thể nào dựa vào cái quan niệm của mình cho là đúng để mà cãi với cha mẹ. Vì vậy đối với cha mẹ già, chúng ta tốt nhất là vâng lời. Người ta dạy mình là cung kính bất như phụng mệnh. Mình có kính cha kính mẹ bao nhiêu không bằng vâng lời. Chúng tôi mách nhỏ cho quý vị một cái vậy. Quý vị về thử thực nghiệm, cha mẹ nói gì mình cũng ừ hết, cũng dạ hết. Cha mẹ vui lắm, đúng không? Đó là một cách thứ nhất. Cách thứ hai mà Đức Phật ngày dạy trải hiếu cha mẹ một cách cao thượng nhất là gì quý vị biết không? Là dẫn dắt cha mẹ quy y Tam Bảo. Nếu cha mẹ chưa quy y, dẫn dắt cha mẹ quy y Tam Bảo. Cha mẹ chưa biết đi chùa, tạo điều kiện giúp đỡ cha mẹ đi chùa. Cha mẹ chưa biết làm phước, tạo điều kiện cho cha mẹ làm phước. Đây là một cái sự trả hiếu cao thượng nhất. Đối với vị tại sao vậy? Tại sao trong tất cả các sự báo hiếu của cha mẹ, Đức Phật ngày dạy hướng dẫn cha mẹ quy y Tam Bảo, hướng dẫn cha mẹ biết đi chùa, nghe kinh, thính pháp, làm phước là sự cao thượng nhất? Đối với vị, ai trả lời chúng? Quý vị biết tại sao không? Bây giờ mình có phụng dưỡng cha mẹ ăn ngon mặc đẹp suốt cuộc đời này thì cha mẹ chỉ hưởng được một đời. Còn nếu như quý vị hướng cha mẹ quy Tam Bảo, biết đi chùa, nghe kinh thính pháp, biết làm phước thì cha mẹ sẽ hưởng được nhiều đời, nhiều kiếp. Bởi vì khi cha mẹ có phước thì cha mẹ mang theo được kiếp sau. Khi mà một con người chết đi thì không mang theo được cái gì, chỉ mang theo được cái gì quý vị biết không? Nghiệp báo. Mà nghiệp báo trong đó nó có nghiệp thiện là phước báo, thì cha mẹ mang theo. Cha mẹ làm phước, đi chùa nghe kinh thánh pháp, tức là cha mẹ đang tạo cái tư lương hành trang trên cái bước đường sanh tử luân hồi. Kiếp sau mình còn gần cha gần mẹ để phụng dưỡng nữa không? Không. Thì cha mẹ sẽ tự có được cái nguồn công đức phước báo đó mà cha mẹ thừa hưởng. Giống như mình trang bị cho cha mẹ nhiều cái hành lý vật dụng để mà cha mẹ đi xa vậy đó. Cái người con nào mà hiểu được cái vấn đề này á, thì tạo cho cha mẹ một cái điều kiện. Nếu cha mẹ chưa quy Tam Bảo thì chúng ta phải cho cha mẹ quy Tam Bảo. Bởi vì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rất là phước báo. Rồi cha mẹ chưa biết giữ giới, mình phải cố gắng hướng dẫn cho cha mẹ biết trì năm giới. Cha mẹ chưa biết nghe Pháp, tạo điều kiện cho cha mẹ nghe Pháp. Thí dụ cha mẹ ở nhà không đến chùa được thì mình kiếm băng, kiếm đĩa về mở cho cha mẹ nghe. Nếu có được thì hướng dẫn đưa cha mẹ đến những cái đạo tràng như thế này để cho cha mẹ nghe. Nghe hôm nay không thấm thì ngày mai thấm, ngày mai không thấm thì ngày mốt thấm. Nghe vậy, bởi vì nghe Pháp nó được nhiều cái phước quý vị. Có năm sự lợi ích khi nghe Pháp. Lợi ích thứ nhất
của sự nghe pháp là chúng ta nghe được pháp chưa từng nghe. Như hôm nay có những cái điều quý vị thấy rất là mới, quý vị chưa từng nghe, hôm nay quý vị được nghe. Lễ thứ hai là quý vị thấm nhuần các pháp đã từng nghe. Mặc dù những cái pháp mà chúng tôi vừa nói nãy giờ quý vị đã nghe rồi, nhưng hôm nay quý vị sẽ nghe lại thấm nhuần hơn. Thứ ba là khi nghe pháp tâm mình nó an vui. Nãy giờ quý vị nghe pháp tâm có an vui không? Hay là nhớ ở nhà có nhớ đến ai không? Có suy nghĩ chuyện này chuyện nọ không? Mình tập trung nghe pháp thì chắc chắn mình có được sự an vui, an lạc. Cho nên người ta nói rằng là mình nghe pháp riết thành cái thói quen, nó có một cái từ gọi là ưa thích nghe pháp. Có nhiều người quý vị biết không, ghiền nghe pháp. Giống như mấy đứa nhỏ giờ nó ghiền nghe nhạc vậy. Mình nghe pháp mà để đến mức độ mà mình ưa thích, để mình ghiền luôn, thì cái người đó quá phước à. Quý vị có ghiền nghe pháp không? Chủ nhật nào cũng đến đi nghe. Mình nghe riết thành cái thói quen. Đầu tiên rất khó nghe, nghe rồi bị hôn trầm, thủy miên, buồn ngủ. Nhưng mà nghe riết là chúng ta tỉnh táo, nghe riết chúng ta thấm, nghe những cái điều hay mới lạ chúng ta thấm. Đó là tâm được an vui. Và khi nghe pháp chúng ta thay đổi được tri kiến. Đó là ở thứ tư. Quý vị hiểu cái từ mà thay đổi tri kiến không? Tri kiến là gì? Là trước đây chúng ta có những cái sự suy nghĩ, có những cái quan niệm mà không đúng. Bây giờ nhờ nghe pháp, các thầy, các sư giảng dạy, quý vị sửa lại những cái quan niệm đó, được gọi là thay đổi tri kiến, từ tà kiến sang chánh, chánh kiến. Cái ý nó vậy đó. Và đặc biệt là nghe pháp đoạn trừ được nghi hoặc. Lễ thứ năm, mình có nhiều cái điều hoài nghi đó. Hôm nay mình nghe pháp để mà mình diệt trừ được nghi hoặc. Mà nghi hoặc thì nó sanh ở trong tâm si. Nghi không hiểu thì tâm si. Có hai loại tâm si: tâm si thọ xả hợp hoài nghi. Cái tâm si đó nó hợp với hoài nghi, tức là mình nghi hoặc, mình có tâm si. Tâm si thọ xả hợp phóng dật, tức là do mình phóng túng tâm mình không định tĩnh, để rồi mình sanh ra cái tâm si ngu muội. Cho nên hôm nay mình nghe pháp để mình đoạn trừ được nghi hoặc, tức là mình diệt bớt đi cái tâm si. Mà sư báo cho quý vị biết, có ba loại phước: phước vật, phước đức và phước trí. Phước vật là nhờ bố thí cúng dường mà có. Phước đức là nhờ tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả và giữ giới mà có. Phước trí nhờ cái gì mà có? Nghe pháp. Nếu như quý vị không nghe pháp, đời sau chắc chắn là không có phước trí. Quý vị hiểu cái chữ phước trí không? Đừng có nói sư ơi, có nhiều người đâu nghe pháp đâu, bây giờ người ta là tiến sĩ, bác sĩ gì lắm. Không phải. Cái trí này không phải cái trí đó. Cái trí đó là trí thức. Một ông bác sĩ, một ông kỹ sư, ông tốt nghiệp thì được gọi là trí thức, nhưng mà chưa được gọi là người trí theo đạo Phật. Cái người trí theo đạo Phật thì phải thêm cái gì quý vị biết không? Là phải là cái người hiền trí, phải là cái người thiện trí. Cho nên trong kinh Đức Phật này dạy là tìm người thiện trí thức nên gần. Thí dụ ông bác sĩ đó, ông học rất là giỏi, ông tốt nghiệp ra trường y khoa làm bác sĩ. Nhưng mà ông này á, ông chữa bệnh thì sơ sài, mà ông lấy tiền thì nhiệt tình. Thử hỏi quý vị, ông bác sĩ này có phải là người trí không? Không. Ông gieo ác nghiệp mà trí cái gì? Ông tạo việc ác, đời sau ông khổ hay là ông vui? Ông khổ. Như vậy thì ông này là người ngu theo đạo Phật. Cái người không biết thương mình, cái người ngu, tức là cái người làm toàn là việc ác. Thí dụ mấy ông kỹ sư đi, ông vì nhiều cái lợi nhuận, nhiều cái hợp đồng mà ông không tận tụy, gây ra nhiều cái sự tai hại, thì ông kỹ sư này được gọi là người trí không? Không, không phải là người trí. Mà chúng ta là cái người phải thêm cái chữ thiện và chữ hiền vô đó. Thí dụ ông bác sĩ này, ông có cái tâm thì gọi là người thiện trí thức. Vì vậy ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy là phải tìm người thiện trí thức nên gần. Chứ nhiều khi ông bác sĩ, ông kỹ sư đó mình gần ông cũng mệt lắm. Ông thương tiền hơn thương chúng sanh. Ông trị bệnh người ta thì chút chút thôi, mà lấy tiền thì thôi giàu dạt. Thì cái ông này là tạo nghiệp, cho nên ông chưa phải là người trí. Bây giờ nhờ nghe pháp thì chúng ta mới sanh ra người trí. Bây giờ quý vị nghe pháp, quý vị dám làm ác không?
Không, sợ muốn chết vậy đó. Dám bất hiếu không? Hôm nay quý vị nghe cái bài pháp này rồi về còn dám bất hiếu với cha mẹ không? Còn cãi cha mẹ không? Cái này xét lại. Không dám, không dám chắc. Có nhiều người nói sư ơi, cha mẹ con còn đâu mà con cãi. Hết rồi, mình không nữa cãi. Cho nên mình nghe bài pháp này rồi về mình không dám làm ác nữa, mình không dám bất hiếu nữa. Thì mình mới là cái người, người trí. Cái người trí là cái người biết thương mình. Mà thương mình không phải là lo cho mình sống trong giàu sang nhung lụa địa vị đâu nghe. Thương mình là gì quý vị biết không? Thương mình tức là ngăn mình đừng làm việc ác, tạo điều kiện cho mình làm việc, việc lành. Thì cái người như vậy mới gọi là người biết, biết thương mình. Quý vị có biết thương quý vị không? Có làm ác không? Nếu mà làm ác là mình không phải biết thương mình. Mình phải làm lành thì mình mới là cái người biết thương, thương mình. Người cho nên người ta nói thương mình tinh tấn là khôn. Thương mình giải đãi là tự chôn lấy mình. Cái ông bác sĩ đó ông giải đãi. Giải đãi là dễ vui á, ông không sợ nghiệp báo. Cái ông kiến trúc sư này ông giải đãi, ông không sợ nghiệp báo, mặc dù ông là người trí thức nhưng mà ông không biết thương ông. Mà ông giải đãi thì ông tự chôn lấy ông. Còn mình đến đây nghe pháp, mình ngủ gà ngủ gật thì còn có thương mình không? Không thương mình, không có thương mình. Vậy trong kinh quý vị biết không, Đức Phật ngài dạy chánh niệm á, thức tỉnh là sống, mà thất niệm là chết. Mấy người mà hôn trầm thủy miên á, là không có chánh niệm thì sống hay chết? Chết, chết chứ nữa phải không? Mà chúng tôi thì rất sợ thuyết pháp cho những xác chết nghe. Quý vị phải sống, phải chánh niệm, phải thức tỉnh chứ. Ngủ là chết. Nghe nghĩa của Đức Phật á, ngủ hôn trầm thủy miên là chết. Mà nhìn vô đây thấy toàn là xác chết không thì sao thuyết pháp được. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tóm tắt cái nội dung của bài pháp là bóng mát cuộc đời. Muốn giới thiệu cho quý vị biết, ngoài Tam Bảo ra chúng ta còn có một cái bóng mát nữa, đó là cha mẹ mình. Chúng ta phải biết núp vào đây để chúng ta hưởng được cái hương vị mát mẻ của cha mẹ mang đến. Thì cái bài pháp này chúng tôi xin được nhắc lại, ngoài cái câu kinh mà chúng tôi gửi đến quý vị mà chúng ta vừa mới đọc hồi nãy 3 lần, bây giờ chúng ta đọc lại lần nữa để kết thúc cái bài pháp này. Quý vị hoan hỷ không? Chúng tôi đọc trước quý vị đọc lại sao? Lại cha mẹ bậc thầy trước nhất là Phạm Thiên bác ái trong nhà, là tiên nhân hỷ xả thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Như vậy xuyên qua cái câu kinh này chúng ta thấy cha mẹ có 4 cái đặc ân mà nãy chúng tôi giảng còn thiếu. Thứ nhất là bậc thầy trước nhất, thứ hai là Phạm Thiên bác ái trong nhà, thứ ba là tiên nhân là cái gì biết không? Là chư thiên đó. Chư thiên là cái người có phước mà che chở mang đến cho mình nhiều cái sự an lạc. Và cuối cùng là bậc đáng cúng dường cao cả, tức là cúng dường ở cha mẹ là bậc đáng cúng dường, phước báo rất là nhiều. Bài giảng đến đây xin được kết thúc. Trước khi dứt lời, sư xin thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo, quay lực chư thiên xin hộ trì cho toàn thể đạo tràng Phật tử nghe bài pháp này được 5 điều hạnh phúc, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, và nhất là có trí huệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.